Chào các bạn, bữa nay là gần đúng một năm mình sở hữu chiếc Xpander này, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm hay là một số đồ dùng mà mình đã lắp trong một năm vừa qua. Mình đã có lắp thêm một cái camera 360 cho việc quan sát nó được, với lại gear nó được tốt hơn. Ở trong màn hình setup thì nó sẽ có hai cái chế độ mà trợ lý ảo, dường như nó đã được setup sẵn. Ví dụ như mình bây giờ mình sẽ mở bài hát mới nhất của Jack là em mở bài em gì đó ơi. Đó. Thì mình chỉ cần bấm nút thôi là nó sẽ mở. Bây giờ mình sẽ mở hướng dẫn đường từ đi nha, mình nhường. Hướng dẫn tôi từ đây đến số 14 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình nói hướng dẫn thì nó sẽ ra Google Maps, mình sẽ nói chỉ đường thì nó sẽ ra Native theo. Bây giờ nó đang ra Google Maps. Đi tiếp 1,5 km nữa. Giờ thì mình sẽ mở bằng Native theo. Chỉ đường tôi đến số 14 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó sẽ ra bên Native theo. Còn bạn muốn hỏi á, đã có cái nút micro đây nè. Mình khi mình bấm vào, nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu? Mình đã mà mở cái nút đó rồi thì mình chỉ cần ra lệnh trong nó, không cần phải bấm nữa. Ok Google, nhiệt độ Bến Tre bây giờ là bao nhiêu? Dự báo nhiệt độ cao ở thành phố Bến Tre ngày hôm nay là 33 độ, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ. Bây giờ khi mà bạn đã mở lên ứng dụng này rồi á, thì bạn chỉ cần nói ok Google là nó sẽ hiểu ha. Ok Google, kể chuyện vui nghe Google ơi. Ngày xưa, xưa ơi là xưa. Xưa đến nỗi mà người kể chuyện cũng chẳng rõ là ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra nữa, hết chuyện. Chỉ đường tôi đến Bưu Điện, thành phố Bến Tre. Đã có tín hiệu vệ tinh. Bạn vừa đi chệch lộ trình đã định. Tại vì mình sẽ trái. Mình không có đi đến Bưu Điện nha, tại vì nó lưu mình đang.